Hai hai, chào anh em Bảo sĩ ở lớp mình Tổ Lũ S98. Rất vui quay trở lại các bạn trong video về chủ đề liên quân. Tất nhiên đây sẽ là một video bán ạc với một ạc có 68 tướng và 80 trang phục. Tuy nhiên thì trang bị của nó thì vẫn bao gồm bộ ngọc cấp level 90 luôn. Tuy nhiên chỉ có một bộ thôi, một bộ duy nhất cấp độ 90 là bộ đỡ đòn hỗ trợ. Còn các bộ khác thì sẽ cấp độ ngọc yếu hơn các bạn ạ. Mình nghĩ rằng với giá chỉ có 150k thì đây cũng sẽ là một cái ạc ở mức độ gọi là ngon. Một số trang phục cho các tướng hiện cho 68 tướng theo kèm thì các bạn nào? Thì mỗi con nó sẽ có khoảng một tướng. Các bạn mua thì các bạn check nhá. Ok. Đấy. Có vẻ như bạn ý là người chơi Florentino khá ghê gớm. Mình nhìn thấy có rất nhiều trang phục của Florentino. Đây là trang phục của Theo Anas. Rồi, lướt lướt đấy các bạn nhá. Cả Superman này này. Con này chơi khó dã man luôn. Này, cả... Mình để ý bạn ý sở hữu khá nhiều... À, sở hữu không nhiều tướng. Nhưng con tướng nào gần như là cũng có những trang phục rất là đẹp. Đây là trang phục ám tử đao của Domain. À, Omen. Đẹp đúng không? Ok, xem có cái trang phục nào đẹp mình vào mình chơi nào. Violet huy chương vàng. Suza lữ bố Wonder Woman. Có Zuka, có Batman trang phục con luôn gọi này. Đôi cánh đại dương. Thôi vào làm trận đi. Lâu rồi mình cũng không chơi ở vị trí đỡ đòn. Đây là đang đấu hạng các bạn. Mấy không phải một hạng quá cao. Có điều để đánh lên cao thủ với cái bộ đồ bảng ngọc và tướng bộ tướng này thì với tựa game liên quân này cũng không khó. Nó tiêu cực nhiều về kỹ năng hơn là tướng hoặc là đồ. Mình sẽ không cầm Batman đâu. Cả nhà cửa có con Batman là chơi thành thục và ạc này cũng có đồ hỗ trợ. Thế mà lại cấm lên thì hỏng việc. Opponent's turn to pick. Cà, mình sẽ không chọn ngay đâu nhá. Chọn ngay nó dí cho eo su và nó mệt đấy. Lại bạn ý bỏ không chơi thì thành ra là mới có giá đấy các bạn. Mua thì các bạn sẽ được nhận full bảo mật. Này gần như là chẳng chưa cài cắm gì đáng kể. Có mỗi cái số điện thoại mình. Bạn nào mua thì mình đổi thành số điện thoại của các bạn. Thế là xong. Đại loại bảo mật rất là đơn giản. Batman 90 luôn. Công vật lý 25, tiện chí mạng. Xuyên giáp siêu cao luôn. Tốc độ đánh ngon rồi, ổn đấy các bạn. Mình sẽ chơi bộc phá. Men đâu mà một danh chơi tốc hành. Kahi, Van Heo, Vân Trạo đều là những vị trí rất ngon ăn. Kidu và Alien sẽ là những cái vị trí có thể khắc chế Batman tốt hơn. Đặc biệt là vị trí Alien. Nó tuyệt kỹ phát là nó bổ vào người mình là thôi xác định là làm chịu trận. 10 seconds remaining. Các bạn mua thì liên hệ với mình theo link Facebook hoặc là số điện thoại bên dưới phần mô tả video nhé. Go. Đường của mình đi ra là đi len. Ngày hùng đương thân độc mã. I am
best man. Keep to the shadows. I am a shadow. Tôi là một bóng ma. Cho nên nó sẽ ẩn lấp quanh rừng. Ao ơi. Mình mà đánh cận chiến với nó là thua đấy. Không ai đi mít à. It's over. I guess I'm not in Gotham anymore. Try me. Thôi được. Mình rất thích là được đi hai đường. Cà cà cà. Ôi, quên mất mua cái giày này rồi. Giày dở hơi này. Tôi đến đây. An enemy has been defeated. Change into an elf. Watch yourself. Try me. You have defeated an enemy. You have been defeated. Ai ai cứ ra mà phối hợp gọi là nhuyễn mơ một tí á, mình nghĩ là cơ hội gọi là ăn không Knight. Cái mạng đấy của thằng Van Hell vẫn hoàn toàn có. Đánh nhau hăng quá. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Keep a lookout. It's over. Justice. Bắn hồ tờ nhí cu. Càng qua nhỉ. Không hiểu. Chỉ thiếu một tí này lên này vừa vốn. Into the shadows. Keep to the shadows. Tay ghê. Nhất ta bị nó khắc chế rồi. Trang phục này, trang bị áo đúng. Đây này, nó phải là cái trang bị này mới là chuẩn này. Giày của nó phải là cái giày kia. Thôi, có thua rồi. I am vengeance. I am the knight. I am Batman. Giày này chạy chậm quá. Kháng hiệu ứng tốt hơn nhưng mà chạy chậm hơn. Batman nó cần áp sát. I guess I'm not in Gotham anymore. I watch you. You have defeated an enemy. Đứng bắn solo với mình mấy cái. Justice. I've got this. 6 giây nữa, 3 giây nữa. Ơi giời. Fly into the shadows. Defeated an enemy. Nó lại hơi dễ. Mình không định săn nó đâu. Khi vào mồm mình. Time to end this little game. Có bùa đỏ nó đã đam to hẳn lên, đam tay phê vậy. Keep away. Lại là mày. Con này ngu thế. Try me. Bất chết con đấy không? Chết. You have defeated. Biết ngay rồi. Quá mọi vành này cho các cháu. Các cháu anh này chơi gà vãi. Gặp Batman từ cao thủ xuống có khác.
4 mạng rồi. I am vengeance. I am the night. Eo, chưa chi đã bấu rồi. Miru đã biến về rồi. Không thể bắt con này nhá, thì bắt con này mình có cơ hội. I guess I'm not in Gotham anymore. Đây đây đây, hai con ngon hơn. Ôi, biết là một đối hai nhưng thằng Hiru chơi cối quay lại. Nhảy ra mèo ơi, thằng kia nhảy ra, nhảy ra mà tanh hộ ấy. Support thế này. I am vengeance. I am the night. I am Batman. What? Justice. You have defeated an enemy. Why? Your tower has been destroyed. Enemy onslaught. Thôi, thôi. Thôi, thôi. You have been defeated. An enemy has been defeated. Ác độc thật. Nó vừa có chiêu gọi là áp sát, vừa có chiêu gọi là tốc biến, dịch chuyển. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Thế thôi. I am vengeance. I am the night. I am Batman. Ao nó dí ghê. An enemy has been defeated. Justice. Into the shadows. Rồi, nó chân văn heo. Time to end this little game. Wow, mình không ăn được mạng nào à? Nice assist. An enemy has been defeated. Rồi anh ngồi dừng dưới chơi ấy. Chơi heo. Keep a lookout. I've got this. I'm watching you. Chưa, con này mình nhéo đủ sức để chơi với nó. Your team has destroyed a tower. Chán tắt con này nhé. I guess I'm not in Gotham anymore. It's over. An enemy has been defeated. Thôi xong. Enemy bloodbath. You have been defeated. Kiểu gì mình cũng bị nó tóm rồi. Enemy double kill. Your team has destroyed a tower. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. Thằng Triệu Vân xanh quá. Nhưng thằng chém chết mình vẫn là thằng Alien. Số mạng mất nhiều nhất vẫn là do thằng A biến này nó gây ra. Into the shadows. An ally has been defeated. It's over. Minus wing. Làm gì? It's over. Hey, you keep the shadows. Drop down. Quả đấy, thế mình còn phi nhầm, phi trượt được.
It's over. An enemy has been defeated. Watchers. Mình phi tiêu toàn chuột thế nào nhỉ? Wow. Enemy ultimate. Thôi à, ao ơi, ai vật phi lỗi không? Quả đấy ăn được mấy mạng rồi không? Ba ba không thì chửi gì, ba ba không là khá thông minh rồi. Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. I am the knight. I am Batman. Thôi nhá, hai chúng mình hết rồi. Time to end this little game. An ally has been defeated. Enemy double kill. Stick around. What? I've got this. Try me. Gì cả? Lộ danh tính. Nhưng mà mình vẫn còn chiêu cuối. Justice. No. You have defeated an enemy. It's over. I guess I'm not in Gotham anymore. I watch you. Mỗi thằng ai liền nói. Rồi vào đây và xin tặng con bùa này. Đừng ăn của tao. À, rồi. Nhìn vẫn định ăn của mình. Too slow. Into the shadows. Để đây tớ ra, tớ vào đường trước cho. Shut down. Láo con chó à? Double kill. Còn Van Heo nữa. Nice assist. Keep to the shadows. Mất bộc phá nhưng mà con kia chỉ cần bắn thêm một phát là vẫn giết được. You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. I'm watching you. Try me. Chạy đâu hả bạn? An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your team has destroyed a tower. Enemy double kill. Ultimate. Enemy triple kill. Quá các bạn. Chạy chạy đợi nó rồi mà nó đến chưa. It's over. Your team has destroyed a tower. Chạy đất léo lắm. I'm watching you. Lắt léo lắm. Tìm được không phải đơn giản đâu. Ok, con này không solo với Triệu Vân đâu. Ham hố đánh nhau Triệu Vân nó đấm chết ngay. Ui, lộ. À, time to end đây. This little game. Thôi, ăn đây. Try me. Wow, đéo chơi mày đâu. Watch yourself. Ôi, nhầm rồi. An enemy has been defeated. It's over. Mày mất chiều cuối, mày ngắm nhau. Nguy hiểm vãi, bảo truy sát mình như là tội phạm. Ôi trời ơi, Arun. Ranh kim cương nó khác. Arun lên đánh gọi là đây gọi là cái cầm. Mọc lốp à? Your
defeated. Con này chắc kêu cuối hồi sao? À, room thì có cái đéo mà nó cũng nghĩ là nó sẽ tách đo. Thôi đéo chơi. This will help. An ally has been defeated. Into the shadows. Sao? Ở đó, à, thôi, nó quân tiếp viện. Bắt Van Heo thôi. Van Heo sinh rồi. I guess I'm not in Gotham anymore. Thế thì mình sẽ ăn hết lính. Ultimate. Mấy lần thì chẳng phải một lần. Rồi, 2v1. Thách mày chạy. Your tower has been destroyed. Quán đít. Keep a lookout. AD ơi. Watch yourself. Lâu không chơi mà đồ nó thật ra là chưa quen thuộc lắm, nhưng mà rank gà quá, win được các bạn nhé. Bạn nào mà chưa có nick, kiếm nick ngon đổi rẻ liên hệ mình nhá. Nick to tiền hơn thì cũng có, nhưng mà thường thường là các nick liên quân của mình là dưới 1 triệu. Nick này có 150k, anh kim cương 3. Điểm đâu rồi? Điểm uy tín hiện nay là dưới 95, vãi cả xoài, ngoài sắc 2AK lắm ấy. Bạn nào mua hàng liên hệ mình theo số điện thoại link Facebook bên dưới phần mô tả video nhé. 17 13. Đấy, hàng mà mời vào ngay. Ok thôi được. Hôm nay mình tắt video, có gì anh em xem livestream thì xem mình livestream thì like video mình và comment bên dưới nhá. Mình sẽ livestream game sau.